Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp mình thực hiện món thịt kho cùng với khô cá lóc. Rất là thơm, ngon và đậm đà. Các bạn ăn cùng với cơm, đặc biệt rất là ngon cơm nha. Cái món này vô cùng đơn giản và dễ làm. Các bạn cùng vào bếp theo dõi mình thực hiện nha. Ở đây mình sử dụng là một con khô cá lóc. Khô cá lóc mua về thì mình rửa sạch, sau đó mình cắt thành những cái khúc nhỏ vừa ăn. Và 200g thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ thì mình cũng thách miếng vừa ăn như vậy nhé. Hành và tỏi, các bạn bầm nhuyễn nó ra. Mình sẽ đi làm cái phần nước sốt để tí mình kho chung nhé. Ở đây mình sử dụng là 3 thìa nước mắm, 3 thìa nước lọc, 1 thìa đường, 1 thìa nhỏ hạt nêm cờ lo, nửa thìa bột ngọt, 1 thìa nhỏ tương ớt. Các bạn đảo đều lên. Bây giờ mình sẽ đi chiên sơ qua cái phần thịt ba chỉ. Trước tiên thì cái thịt ba chỉ các bạn chiên sao cho nó vàng đều hai mặt ha. Nó vàng và nó chín đều luôn nha cả nhà. Sau khi đã chín vàng như vậy rồi, mình sẽ vớt nó ra. Và mình tiếp tục mình chiên cái phần cá khô. Khô cá lóc thì các bạn chiên cho nó vàng đều hai mặt luôn ha. Và mình lưu ý là mình sẽ lật từng miếng cho nó được chín đều. Lúc này cá của mình đã vàng nè và chín đều rồi, mình sẽ vớt ra. Mình sử dụng một cái chảo khác nhé. Mình cho vào đây 2 thìa dầu. Dầu thơm thì mình cho hành và tỏi vào, các bạn phi thơm. Tiếp đến thì mình sẽ cho cái phần nước sốt mình đã pha lúc nãy vào. Và mình chút cái phần cá này và phần thịt vào. Các bạn cho nhỏ lửa để mình kho niu riu ha. Cho thịt và cá của mình nó được thấm gia vị. Lúc này cái mùi của nó rất là thơm nha các bạn. Thơm và hấp dẫn lắm. Mình sẽ kho niu riu thôi, để cho cá và thịt nó có thời gian nó được thấm gia vị á, và nó sệt lại là được. Cái món này mình kho như vậy nè, cả nhà mình ăn vừa có thịt vừa có cá, ăn rất là ngon và hao cơm luôn. Anh chị em, các bác thích cái món này thì hãy vào bếp để mình thực hiện nhé, cho cái bữa ăn trong gia đình mình nó được ngon và hấp dẫn hơn. Sau khi cái nước đã cạn rồi, mình sẽ cho vào đây một ít tiêu. Các bạn có thể cho thêm một ít hành hoặc ớt cũng được. Cuối cùng thì mình đã bắt ra dĩa nè, và mình ăn cùng với cơm nóng. Các bạn để ý cái miếng thịt và miếng cá của mình kho, nó quẹt như vậy, nó rất là đậm đà, thơm và ngon. Và đặc biệt là vừa có thịt vừa có cá, ăn rất ngon và không bị ngán nhé.
Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Gia Đình Phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.